Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 6 tìm số tự nhiên x biết. Thầy cho cái đề là 3 mũ x cộng cho 5 bằng là 32. Thế nhưng mà thường thường thì chúng ta cái công x này và công 3 này thì chúng ta xem như nó là một cái cụm luôn, thì ở đây chúng ta sẽ xét đây là cái dấu cộng. Dấu cộng thì như vậy thì đây là cái cụm này được gọi là số hạng chưa biết, và con số 5 là số hạng đã biết, và con số 32 là tổng. Như vậy là muốn tìm cái số hạng chưa biết thì ta lấy tổng, ta trừ đi cho số hạng đã biết. Thì như vậy thì chúng ta sẽ được là gì đây? 32 là tổng, ta trừ cho cho 5. Còn thì chúng ta nếu như không áp dụng vậy thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái dạng là chuyển vế đổi dấu. Chuyển vế đổi dấu có nghĩa là sao? Đây là cái dấu bằng. Dấu bằng thì người ta họ chia ra làm bên tay trái và bên này là bên tay phải. Một số mà chúng ta chuyển từ bên tay trái qua phải thì chúng ta sẽ đổi dấu. Có nghĩa là từ dấu dương thì chúng ta sẽ chuyển thành dấu âm. Hoặc là ngược lại là bên này mà chúng ta chuyển qua bên này thì dấu âm thành dấu dương, mà dấu dương thành dấu âm. Đó là cái nguyên tắc về chuyển vế đổi dấu. Bản thân cái con dương 5 chúng ta chuyển qua là âm 5. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ được là gì đây? 32 ta trừ cho 5 là bằng 27. Cái này chúng ta giữ nguyên. Đối với cái dạng mà tìm x mà x dạng mũ này á thì chúng ta phải làm sao đó, chúng ta sẽ đưa về cái dạng là hai cái cơ số này nó phải giống nhau. Đây là hiện tại đây là cơ số số 3. Thì bên này chúng ta sẽ làm sao đó mà chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ đưa ra làm sao mà cũng là cơ số 3. Rồi cái mũ nó bằng bao nhiêu đó. Khi mà hai cơ số này giống nhau thì chúng ta sẽ cho nó là mũ bằng mũ. Đó, như vậy là xong. Cái dạng bài nó khó là khó chỗ này này. Trên chỗ này chúng ta sẽ làm sao mà chúng ta sẽ đưa cho nó ra cái cơ số 3. Thì như vậy thì ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có là 27 thì nó sẽ bằng là 3 mũ 3. Khi hai cơ số này đã giống nhau rồi thì chúng ta sẽ cho là cái mũ này bằng với lại cái mũ này. Có nghĩa là x ta bằng với lại là 3. X này là cái mũ này nè. Nó bằng với cái số mũ này nè. Vậy thì chúng ta sẽ được là x là bằng là 3. Rồi quay lại cái bài này thì chúng ta thấy có cái gì cần lưu ý không? Đối với cái dạng bài này chúng ta nhớ rằng là cái này chúng ta xem như bước đầu tiên chúng ta xem như nó một cái cụm luôn, coi như nó là một cái số hạng. Đây là dấu cộng, đây là số hạng chưa biết, tại vì nó có dính x cho nên gọi là số hạng chưa biết. Còn đây là số hạng đã biết, tại vì nó là con số 5 cụ thể rồi. Đây là cái tổng. Và chúng ta cứ xem nên đây là cái cộng, thì đây là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy tổng là trừ đi số hạng đã biết. Thì ra đây thì cái dạng tìm x mà dạng mũ này thì chúng ta nhớ một điều rằng là chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải đưa về cái cơ số nó giống nhau. Cơ số giống nhau thì chúng ta sẽ có là mũ bằng mũ, x bằng 3. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì đi sẵn link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.